Chú bác mình ha, hôm nay mấy ngày nay do em bận việc hàng về với lu bu quá, hai ba ngày nay không lên video. Hôm nay lên cho anh em một cái video 34 món hàng đó. Hôm nay nè, trả lễ cho anh em mình nè, quá trời nè, phụ kiện đồ nè, phụ kiện đồ máy câu cần câu hàng đẹp đẹp không nè, cần câu rất đẹp đó. Cũng như thường lệ thôi, phí ship là 30.000 trên một đơn, hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn. Hàng bên em là hàng ship nhanh, không phân biệt vùng miền, vùng cao anh em mới dùng, sâu dùng xa, dùng cao hay ngoài hải đảo cũng vậy anh em. 30.000 trên một đơn, hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn, không phân biệt hàng giá trị cao hay giá trị thấp, cứ mặc định như vậy nha anh em. Đó, mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919192035, em tên Nghiệp. Rồi thì trước khi vào mua hàng thì anh em lưu ý một điều rất quan trọng, mua hàng bên Shopee thì bắt buộc 100% đơn hàng anh em mình phải kiểm tra hàng thật kỹ trước khi nhận giùm em. Anh em nào không kiểm tra hàng mà nhận bừa nhận đại thì mọi khiếu nại về sau em không giải quyết, anh em mình tự chịu nha. Thì em biết đôi khi sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ anh em mình không kiểm tra hàng được tại thời điểm mà shipper đã giao hàng đó, thì em sẽ hỗ trợ ha, lưu ý nha. Thì hỗ trợ cho anh em mình thêm một bước là ví dụ trước khi nhận hàng thì anh em mình có thể nhìn sơ qua tổng quan cái hình thức kiện hàng mình bên ngoài là chưa có dấu hiệu dập vỡ hoặc là chắp phá gì hết, cho nên mình nhìn hình thức bên ngoài hàng nguyên vẹn đẹp. Cái thứ hai quan trọng là cái tem niêm phong, hai bên em hàng gửi lúc nào cũng có tem niêm phong hết để chống tụi nó khui rọc hàng của mình. Anh em nhìn cái tem niêm phong mình chưa bị rách là chứng tỏ hàng của mình là chưa bị rọc, chưa bị xé ha. Anh em nhìn hai cái hình thức đó thật kỹ giùm em rồi anh em có thể nhận hàng, đem hàng về nhà bỏ đó. Khi nào rảnh anh em mình kiểm tra hàng sau, thì lúc rảnh mình kiểm tra hàng á thì cũng em cũng lưu ý giùm em móc cái điện thoại mình ra quay video lại giúp em ha. Anh nhớ nè, anh em nhớ cái video đó chỉ là mục đích chứng minh anh em mình chưa có, anh em mình lỡ như hàng có hư hỏng gì đó là chứng minh anh em mình chưa tác động gì hết. Anh em khui ra móc ra trong ruột hư rồi, anh em mình video để chứng minh như vậy ha, thì em sẽ hỗ trợ hoàn tiền hết cho anh em mình 100%, kể cả tiền cước phí vận chuyển anh em mình không mất đồng nào. Anh em cứ cung cấp video cho em, chuyện còn lại để em xử với bên shipper, em sẽ ôm xô cho anh em mình phần đó nha. Nhớ nha, video phải quay, thứ nhất là quay hai cái tem niêm phong mình chưa bị rách đó, quay từng cái trước khi khui luôn, bóc tem ra làm sao như vậy, làm sao để chứng minh được anh em mình chưa tác động. Chứ còn ví dụ anh em mình quay video mà anh em mình không quay cái tem niêm phong ban đầu, hoặc là anh em mình khui tanh mạnh tới bẹ ra hết rồi anh em mình quay video, thì video đó cũng không có giá trị, anh em nhớ lưu ý giùm em nha, không có giá trị nha, anh em mình cũng phải tự chịu vấn đề đó ha. Rõ ràng ngay từ đầu như vậy rồi sau này lỡ như có phát sinh mình giải quyết rất là dễ dàng im đẹp, không ai nói qua nói lại hết ha. Cứ căn theo những cái lời nói em bán hàng áp dụng vô rồi thì không mất nhiều thời gian, em lên luôn nha anh em. Rồi cái mã đầu tiên lên cho anh em mình là một bó cần rác nha anh em. Nói chung hàng đợt này về ngọn không à, nó không có gốc, không có mấy cái gốc, nhiều bóc không dính đâu hết nè, như giống như cái gốc này, cái gốc này nó độ khúc gốc cần lua vô đây, còn cái gốc này cây lua này cũng vậy, nó không có cái ngọn, còn lại nguyên một bó ngọn này nè, nè nguyên một bó ngọn, thì nó được mấy cái ngọn nguyên này, ngọn này nguyên, ngọn này nguyên, cái ngọn này nguyên, cái ngọn này nguyên, cái ngọn dây trong nguyên, là năm cái ngọn này nguyên nè, đủ khoen hết, không mất cái khoen nào hết, năm cái ngọn này nguyên, ha, mà trong đó nó hết mấy cái khoen xích rồi, cái ngọn này khoen xích nè, cái ngọn này khoen full xích nè anh em. Cái ngọn này nè, cái ngọn là phân xích nè, 7-8 cái phân xích, 8-9 cái phân xích luôn nè. Rồi cái ngọn cây trolling nè anh em, cái cây này cây trolling nè, mà nó không có cái gốc nè, nhưng mà nó gãy làm đôi rồi nè. Cái ngọn này nè, cái này cũng phân xích gòn nè, cái này phân full xích gòn nè, nó vẫn còn khúc ngọn đầu bu xích gòn nè. Cái này nó có mười mấy cái phân xích gòn nữa nè anh em. Cái này đầu bu xích nữa nè, cây này bu xích nữa nè, thấy không? Đó, nói chung là anh em mình dựng cần, độ cần. Đó, thích lấy ngọn thì anh em mua bó này về mình làm nha. Tình trạng là như thế này. Thường thường anh em một cái ngọn này anh em, nếu mà ngọn phen Fuji xám này bán 100.000, còn cái ngọn mà có phen xích như thế này là nó bán cái ngọn cũng là 200.000 anh em. Thế nhưng mà thôi, cái này trong lô vừa rồi em khui ra nữa anh em, nó có như thế này thì thôi em bán hết như thế này nha anh em. Đó, anh em mình về chơi sử dụng như thế nào đó, anh em mình độ chế sửa chữa đó thì anh em mình làm. Rồi, thế này mã số 1 nha, bán với chú bác mình giá là 400.000 mã số 1. Rồi tiếp tục mã số 2 lên cho anh em mình, cái này là nguyên một bó đồ chơi linh tinh này nè anh em. Nha, một cái vợt câu đài tai nè, cái vợt này thì nó lưới nguyên nhưng mà có cái viền chỗ này nè anh em, cái viền chỗ này bị chuột cạp gì nó gắt nè, cái này về mình may lại ha. Mà chỗ viền này thôi, mặt lưới ở trong thì nguyên. Hai cây muỗng nha anh em. Một cây muỗng muỗng nhựa nè, muỗng nhựa nhưng mà có cái chốt gài đã lắm nè. Cái muỗng này đã lắm nè. Còn cái muỗng thứ hai là muỗng carbon nè, cán carbon nè. Đó, bốn cái chống cần nè anh em.
bốn cái chống cần với một cái này giống cái này nè, nó giống như cái của cái dù anh em, cái gì đó nó đi kèm về chung luôn nè, em không biết cái gì mà em kẹp vô hết luôn nha. Thì em kẹp vô hết như thế này anh em mình luôn nè, là mã số 2 bán cho bác mình giá là 300.000 nha, 300.000 là hết tất cả như thế này anh em. Mã số 2 rồi, tiếp theo mã số 3 lên cho anh em mình một cái bao cần cứng cho anh em. Cái bao này dài 1m3 anh em, cái bao này để dành đựng cần lẻ cho anh em, không đính kèm máy nha, hãng Romarin nè, cái bao cần cứng hàng bãi Nhật nha, dây kéo còn xài bình thường nữa nè, đó dây đai dây kéo rồi dây đeo cũng còn nguyên luôn anh em, cho bác thấy không? Bao cứng nha, cái bao này mã số 3 bán quý chú bác mình giá là 300.000. Rồi tiếp mã số 4 lên cho mình combo hai cái bao da nha em, hai cái bao da Nhật, một ngắn và một dài nè. Một cái bao ngắn này nè của Misaki nè em, cái bao ngắn này 20-40, bao ngắn này khoảng 60 nè, bao ngắn này 60 nhưng mà cái dây kéo mình nó bị kẹt cứng chỗ này rồi, thì về mình coi mình xịt B7 mình xả giùm em ha. Đó, còn cái bao này thì nó cũng bao da, nói chung hai cái đẹp lắm em, hình thức đẹp nhưng mà nó hơi bụi hơi dơ thôi. Cái bao này như nó tới 1m4-1m5 vậy anh em, toàn hai cái bao này toàn da xịn hết á. Đúng rồi, cái bao này tới 1m5 luôn anh em. Cái này thì dây kéo hoàn thiện nè, dây kéo không có hư nè, này thấy không? Đó, về mình lau chùi vệ sinh giúp em thôi, ngăn chính ngăn phụng nè, ngăn phụ nè, một ngắn một dài nè. Thì hai cái bao da này coi như cái ngắn này tặng kèm đi theo anh em. Cái mã số 4 nha, bán quý chú bác mình giá cũng là 300.000 nha anh em, 300.000 hai cái bao da như thế này. Rồi mã số 5 lên cho anh em mình một bó phụ kiện linh tinh như thế này anh em nha. Nó có những gì anh em, đây một cái bộ thẻo lông, hai cái này hai nhánh lưỡi hay gì nè anh em, đúng rồi, hai bộ lưỡi nè, một cái rọ, một cái chì nè, thẻo lông câu cá sông nè, cái này làm gì trời, cái cục này làm gì anh em, cái rồng rọc làm gì ta không biết nha, cái rồng rọc này không biết nè, không biết. Đó, thêm bộ thẻo lông chưa sử dụng nữa nè, cái bộ này gì đây, cái chì phao bự quá nè. Đó, rồi trong đây nó có nè hai cái cây phao đèn dài của National anh em, cây phao này mấy trăm ngàn cây anh em, có rẻ đâu. Hai cái phao này em thử rồi anh em, có cục pin cho em thử rồi, hai cái phao cháy sáng trưng ha, hai cái phao xài được nè, còn hai cái phao đèn điện nữa anh em, hai cái phao điện câu đêm nữa nè. Đây nè, hai cái này anh em, hai cái này xài cục pin lớn nè, cho anh em quýnh biển được, rất cần mấy cái này nha anh em. Nó với hai cái rọ xả màu nữa nè, trong đây nè, đó thì tất tần như thế này nè anh em. Tôi mấy cái này tới lúc anh em mới cần, anh em mua nó mắc tiền lắm anh em, chứ không phải dễ đâu mà mua, chưa chắc sẽ được hàng xịn, hàng Nhật xịn như thế này đâu nha. Thì cái này tất cả cái này nè anh em, mã số 5 nha, em bán quý chú bác mình có 300.000 thôi ha. Bình thường anh em mua hai cây phao đèn của National thôi là anh em mình 300.000 mua không đủ anh em. Đó, mã số 5 nha, 300.000. Rồi tiếp lên anh em mình mấy cái này, cái này là như cái rọng cá anh em, của dân câu biển nè, 8 cái rọng lớn nhỏ đủ thứ hết nha, giống như cái mà gọi là nó niềng cá anh em, cái gì cái dèo cá nè, mấy cái này là nó gì nữa nè, bằng inox hết trơn này nè, không rỉ sét là 8 cái lớn nhỏ đủ thứ cho này nè. Đó, mấy cái này cũng vậy, lúc anh em mình đi cần mua cộng này cả 100.000 cây nè, có rẻ đâu. Thấy không, 8 cái như thế này. Cái này mà số 6 bán 150 nha anh em, 150 nha, 150 anh em đi biển hay đi lua gần rồi nè, ví dụ lua mà về không có thùng nữa anh em đem cái này dèo cá nè, cá nó không chết đó, thì lấy cái này xài, 150 nha, 8 cái mà số 6. Rồi tiếp đứt tay, ba cái hộp mồi lua nè, hai hộp và một bịch nha, hai hộp và một bịch này em bán chung nha em, nó đủ loại hết dân này nè, cái gì cũng có hết nè. Thứ nhất cái hộp thứ nhất nè em, cái hộp hộp nhựa Nhật nè, cái hộp này em mua cũng 100 ngoài ngàn, cái hộp này đó, cái hộp này được, cái này là lưỡi, lưỡi nè, cái này lưỡi câu, một con này hai cái thìa, một con mồi,
Hình như con này giống Megabass của ta, cái dòng chữ nè. Hơi trầy. Con cá bé xí. Một con minnow nè. Compact. Hơi dơ. Ba con nhỏ xíu đồng tính đầu, con này 4 con. Một con bóp. Bóp không có lưỡi, không thấy tinh tủi gì hết, 5 con. Một hộp ha. Hộp thứ hai. Cũng hộp nhựt da băng nữa nè. Hai hộp. Hộp này thì một con lua. Con hàng con Daiwa luôn nè, con Daiwa mà bị cắn nè, cắn nhừ rồi nè, cắn có dấu răng quá trời nè. Nè, zip này zip 18 g nè anh em. 1 2 3 4 5 zip 18 20 g. 6 7 8 9 10 con zip. Chì. Chì lá. Đây một con nữa 11 con. Coi như loại hộp này được 12 con. Nha, hộp này 12, hộp bên kia nãy mấy con rồi nè anh em. Nè, một bọc này nữa anh em. Một bọc con mồi 3 4 phút bự chà bá nè. Một con nhái hơi câu lóc nè, một con lua nhồng nè, với 4 5 6 7 con mồi câu lóc bông nè anh em. Mồi xích lóc bông nè. Mồi thìa xây lóc bông nè. Anh em khỏi mua đồ thái làm gì, con mấy trăm ngàn nó không có bằng mấy con này đâu anh em nè. Đó. Thì em bán hết cho anh em mình một bọc như thế này nè anh em. Mã số 7 nha, bán hết. Ba hai hộp với một bọc như thế này, mã số 7 500 ngàn thôi. Đó, nó đủ mồi lua hết. Anh em mua dưới đây nó rẻ hơn. Với em cũng làm biến tách từng con nè. Tách anh em bán lẻ từng con á thì anh em mình phải, thứ nhất là mình phải tra thông tin, cái thứ hai là mình phải tra cái action nữa, mình phải check trên YouTube ra cái action mà đính kèm action vô chảnh nữa rồi người ta mới mua rồi bán đóng hàng, nó ôi mệt quá. Mình chơi gì đây cho lẹ, nó rẻ hơn nữa thì mà dễ lẹ nữa nè. Mà số 7 500 ngàn nha. Rồi tiếp theo là cho anh em mình ba cái hộp như thế này nè. Ba cái hộp này mắc cái gì mà nó dán, nó dán cách nhiệt đó nè. Nè, cái hộp tôi biết đẹp nó dán cách nhiệt làm gì em cũng không hiểu nữa. Nè, biết đẹp luôn nè, đem vẫn để với em không có lọt ra nha anh em. Biết đâu sẽ có người thích như thế này rồi sao? Cái lớp này lớp cách nhiệt đó nè anh em. Thì trong này nó có cùng một loại đồ thôi anh em. Câu bạch tuộc, câu mực. Anh em mà đi biển câu mực lớn, bạch tuộc lớn rồi anh em chơi mày đúng bài này nè. Ba hộp đều đựng thẻo lưỡi bạch tuộc hết. Nè. Em nhìn em đoán vậy thôi nha anh em, không biết phải không nha, mấy bịch thuốc kia bịch thuốc gì không biết. Đó. Bịch tuộc hay là cá gì đây không biết, anh em đi biển anh em biết thôi. Một hộp nha. Hộp này nè, hộp thứ hai. Đó, nè đó. Nè đó. 3 4 5 6 bầu theo lưỡi thôi nè, hai hộp. Thứ ba hộp này mới nhiều nữa nè, hộp này to nè, hộp này to bự nè, bể nè. Đó, hộp này mới nhiều nè anh em. Nó không à nè. Ồ, nó con cá này nè anh em ơi, con cá có răng này nè, chứ không phải là câu bạch tuộc anh em. Thì ra là vậy nè, này những con cá răng bén nè, đó. À, con cá đó hả trời. Nè, câu mấy con cá này nè anh em, giới hình cá này cho câu con cá lạc nè. Ôi, chứ không phải câu bạch tuộc anh em ơi. Nó câu những cái loại cá mà răng bén anh em ơi. Cá thu rồi đó anh em ơi nè, nó cá thu cá lạc rồi đó chứ không phải là câu. Anh em đi biển mà mua này là đúng bài luôn nè anh em. Nhóc có chân nè, nhóc có chân này thấy không? Lùi sao bằng với chân luôn, em không có gỡ ở đâu, mấy này gỡ ra dễ dính lưỡi lắm. Đặc biệt là mấy cái lưỡi này anh em về anh em không xài anh em gỡ ra anh em độ lưỡi lùa, bén cà cố luôn. Đó, thì tất cả hết ba hộp như thế này. Mà số 8 thì bán có 400 ngàn thôi nha anh em. 400 ngàn nha, 400 ngàn cho ba hộp và tất cả ruột bên trong như thế. Không thiếu một món nào đâu anh em, không phải lo nha anh em. Cho thêm không hết, không lấy lại đâu nha. Một số anh em lại hỏi em câu ngớ ngẩn rồi đó. Đó, mình bán phụ kiện gì đó, tới lúc gửi lại như thiếu món này sao? Trời trời. Ai làm chuyện làm ăn không lông không lá hôi gình gì. Phải nói ngược lại là em ship code cho anh em mình kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Em phải nói ngược lại là anh có đủ uy tín đi em ship cái cục hàng này cho anh em anh không, lỡ như em ship tới ra ngoài rồi anh lấy anh lén anh bỏ lại trong túi riêng của anh 2 3 cục, 4 5 cục, 4 5 món giá trị trong rồi sao? Tôi hoàn thì thiếu hàng em làm sao? Phải nói suy nghĩ ngược lại như vậy mới đúng chứ.
còn ship đâu có bắt anh em chuyển khoản một đồng nào đâu, mà anh em còn nói anh em kiểm tra hàng lỡ như thiếu thì anh em không nhận, anh em bơm hàng sao phải phát xin ngược lại là anh có đủ uy tín để tôi gửi hàng cho anh không, anh ra ngoài lỡ như anh là dân phong long phong lá gửi ra ngoài anh lén lấy món hai món giống sao, đúng không? Mình không nói được như vậy, mình tin tưởng mình mua thôi, em cũng vậy, em tin tưởng anh em thì em bán thôi, không tin tưởng thì thôi cho qua. Đó, rồi tiếp tục anh em hết phụ kiện chuyển qua đầu câu. Đây là máy câu anh em. Anh em kiếm con mà con ABS thì con này, con Daiwa nha. Con này con Daiwa Sprinter, size 1500 có ABS. À, chạy bật đạn anh em, cước xuống 200 m, cước 1.5 150 m. Size 1500 như anh em nhưng mà to lắm anh em, không có nhỏ nha. Nó body nó cả 3000 của mấy con size thường lận. Nó để 1500 vậy thôi. Có trầy nè, nhưng mà quá trời mượt, hàng made in China nha. Mua pin 6 không có lỗi lầm gì với anh em. Anh em nào không chê nè, nó có chạy chạy sờn sờn mà mượt đẹp rồi đó, khỏe khoắn giá rẻ thì mua mấy con này chơi. Mà số 9 nha, 300.000. Rồi tiếp tục lên mình con máy cổ nè, con máy tuổi đời mấy chục năm rồi nè, nó cái bao da bò thôi, anh em thấy cũng uy tín ha, cái hộp đựng da bò nè, có ply nè, thì anh em thích sưu tầm đồ cổ thì mua cho nè, đồ cổ nhưng mà sử dụng được nha, con này hàng của ông Mỹ nè, Kisbeer nhìn em, cái hãng của ông Mỹ nha. Nè, và nó có ghi nè anh em, như con này tới 1494 anh em, rồi bao nhiêu tuổi anh em? Không phải, nó cái hãng này anh em, cái hãng này cái tuổi đời của nó là nó ra 1494 anh em, chứ làm gì có con máy nào mà tới giờ mà giữ gì? Giờ năm 2000 mấy trăm năm, giữ gì? Đó, 1494 nè. Thì con này em nghĩ cái tuổi đời nó phải mấy chục tuổi anh em chứ không ít đâu. Nè, nó có sẵn dây ply này anh em, con này con máy ply nha. Đó. Cái nút này chỉnh gì đây nè. À, chỉnh thắng gì đây nè. Nè, cái máy xi đen đen này nè, anh em muốn đẹp thì về mình sơn lại. Mình sơn lại rất là đẹp anh em. Nha. Thì mấy cái này nó giá trị sưu tầm nó sẽ nhiều hơn, đặc biệt chú bác anh em mình thích có cổ thì gặp con này thì đúng cổ luôn nè. Hàng của Mỹ thì em bán cho anh em mình giá là 300.000 nha anh em. 300.000 giá cho anh em mình sưu tầm. Đó, đặc biệt chú bác mình thích đồ cổ thì mua về, chưng lên vô tiệm. Chỗ này nó bị bung chỉ nè, mai chỗ này lại. 300.000 nha anh em, mã số 10 nha. Anh em thích máy cổ thì lượm. Cái bao da bò này thôi đấy. Đẹp rồi. 300.000. Rồi, anh em lưu mực lượm con này. Con máy lưu mực nha anh em. Hãng Rochit nè, hãng Trung Quốc này anh em, xuất Nhật nha, con này đẹp lắm. Con này em có hai con cùng size và ngoại hình y chang như thế này, không khác miếng nào hết. Anh em có nhảy lượm một cặp thì lượm. Con này có sẵn dây bia trong máy này anh em. Và anh em khỏi phải mua nha, dòng là dòng lưu mực anh em, lưu chuột. Size 3000, cước số 4 120 m, cước số 3 140 m nha, rất mới. Hàng China nha anh em, hàng made in China, chính hãng của Trung Quốc luôn, đổi tay trái phải và mua bình sống. Không lỗi làm gì hết, rất đẹp anh em, 300.000, mã số 11. Rồi tiếp theo đây nha mình, một con máy lùa máy ngang tay phải nha anh em. Con này vừa đánh lùa vừa dính dít được anh em. Anh em mà dít tay phải hoặc lùa tay phải lượm. Con này con Daiwa dòng Super Dynamic. Đẹp lắm, máy cổ mà đẹp lắm anh em. Có sẵn dây bia trong máy nè. Đẹp lắm anh em, mắt in ra băng nha, chạy 3 bậc đạn tay phải anh em. Ôi, con Daiwa này đẹp quá anh em, made in Japan nè, tay phải nè, đẹp. Đó, anh em lùa tay phải làm con này hoặc là quấn zip cũng được anh em, tay quay của máy zip nè. 300.000 anh em, con Daiwa không lỗi lầm gì hết, rất mượt, rất đẹp. Mã số 12, 300. Và tiếp tục lên cho mình con máy Ben full hộp nè, cũng là sưu tầm anh em. Cái hộp làm quá ghê anh em, cái hộp ở ngoài mình thêm nguyên cái viền kim loại lên làm gì trời nè. Bởi vì ba cái đồ nó làm những cái hộp thôi là anh em muốn mua rồi đúng không? Made in USA nè, sản xuất tại Mỹ nè anh em. Con máy ngang chiên câu đá nha, lông spam nè. Đó thì anh em cũng vậy, anh em nào thích sưu tầm thì chơi nha. Đây, có hộp, có bao, có giấy tờ mà con máy mình đây cũng còn rất đẹp nên em hơi bụi thôi. Là và con Ben 66 nè, made in USA, máy Mỹ nè. Sao nó không quay? Rồi, không lỗi lầm gì hết anh em, lụm thôi.
300.000 cũng giá sưu sưu tầm luôn anh em, mà số 13 nha, giá cũng bán cho anh em mình cũng 300.000 thôi, giá mà toàn này giá sưu tầm không á. Tiếp tục đi cho mình con này anh em, con này đã quá trời anh em, con đai qua, con đai qua một cái hợp chất này bằng aluminium này anh em, không con đai qua lông cast bull aluminium nè. Cái con này anh em size nó khoảng 1.000 thôi anh em, mua pin sống nha. Đó, con này size nó khoảng 1.000 thôi mà đã quá trời anh em, size nó khoảng 1.000, mắc in sao băng nè, máy đẹp lắm, Whisker Radio 531 chạy 3 pin 3 bạc đạn, có size 700 anh em. Đẹp anh em nhìn máy không, xứng đáng 3 pin 3 bạc đạn nha, mua pin sống dây còn mới tinh, nguồn dây này xài được anh em, đổi tay trái phải mua pin sống. Rồi thì con này mã số 14 nha, bán với chú bác mình giá là 300.000. Mã số 14 giá 300. Rồi tiếp anh em mình chơi tay thắng lấy con này anh em, một con Shimano BBX nha, hai cối luôn. Có túi có bao máy đựng luôn nè. Một con BBX nha, hai cối nè. Technium xe 2,5 nè. Hai cối luôn. Nhà tay thắng nha anh em. Thì con này cũng không được mới lắm anh em nè. Tay quay rồi nó bị oxy hình, oxy sơn nữa nè. Mất in dao băng nha, mà con máy tay thắng xe 2,5 anh em là đánh ISO nè, đánh ISO có thể chơi trải nghiệm thử dòng máy cao cấp của thằng Shimano trên đánh ISO coi sao nè, hoặc là anh em về lấy nhông cố bật đạn đâu nè, trong này là nó cùng một body với nó cùng một chất liệu với thằng Stella nè. Nó thì đây cước số cước số 2 vô được 2 chấm, cước số 2 vô 170m, cước 2.5 vô 150m nha, một con máy tay thắng hai cối nè nha. Đổi tay trái phải như nè, máy thì máy mua pin chết nha, tay thắng của Shimano là không có pin sống rồi nè, tay thắng của Shimano là mua pin chết nè, khi anh em quay vậy nè là anh em thắng không ăn đâu, nhưng mà khi con cá lôi ngược ra nè nè, quay đây thắng không ăn đâu, nhưng mà khi con cá lôi ngược nè, đó cá lôi ngược là trả ngược nè, là anh em thắng nó mới dính nha. Đó đó là câu tay thắng là vậy, khi con cá lôi ngược nè là anh em sử dụng cái thắng này nè. Nó khi anh em quay đây cá lôi mạnh quá thắng, anh em cần độ thắng lại thì thắng ngược lại em công, không có lỗi làm gì hết anh em, chỉ ngoại hình ông đẹp thôi, và bán cho anh em mình giá trải nghiệm nè, 500.000 hai cấu nha anh em, uy tín luôn, 500.000 con Shimano BBX, con này mã số 15 nha anh em, 500.000. Tiếp là cho mình con này anh em, con này còn đai washi 4.000 anh em, con này 4.000 nhưng mà body của mình là 5.000 nha anh em. Con này cực kỳ trâu bò, cầm nặng như trâu nha, cầm nặng chắc lỗi à. Con này hãng con Daiwa nha anh em, một con Daiwa hàng made in China. Một con Daiwa CY nè, 4.000, cước số 5 vô 200m, cước số 6 vô 150m rồi anh em. Body có trầy sờn nè. Nhưng mà size thật nó khoảng 5.000 nha anh em. Trâu lắm, con này cực kỳ trâu luôn, khỏe cực kỳ. Rất mượt. Mua bên sống, đổi tay trái phải, made in China nha em. Ha, nó để 4.000 nhưng mà body thực mình nó to khoảng 5.000 lận. Con này mã số 16 bán cho bác mình giá là 500.000. Tiếp bên mình con này anh em, con này con Shimano Nashi nha, con này size 2,5 nè, con này dòng đời mới nè, đời cao nè. Vận chuyển về nó mất cái nút rồi, về anh em mình kiếm cái nút khác mình gắn vô mình câu anh em ơi. Giá siêu rẻ cho anh em mình chơi luôn. Chỉ vậy thôi anh em, không lỗi làm gì hết, mất cái nút thôi nè. Nè, đặc biệt cái dòng Shimano đời mới là không có nút trả ngược con em. Đặc biệt là không có nút nha, mấy con Shimano đời mới giờ không có nút, nó xài có một chế độ thôi. Nó con Nashi đẹp quá trời luôn. Size 2,5 nha anh em, hàng Mã Lai. Chỉ vậy thôi, không có nút thôi, bán anh em mình mã số 17 nha, 900.000 anh em. Giờ kiếm cái nút gắn vô, anh em rẻ được 300-400.000, nếu mà con này có nút nữa bán khoảng triệu 2 triệu 3. Nhưng mà bán anh em 900 thôi, mã số 17 nha, hàng Malaysia. Bao lỗi lầm mất cái nút. Rồi tiếp lên con này anh em, con này con Daiwa Luviat nè, con này cũng máy VIP nữa anh em, dòng Luviat nè. Không, con này là xài bật đạn chung với mấy con Acid đó anh em, dòng Luviat nè, của con Daiwa made in Japan, ôi made in Thái Lan này anh em, con này mà Thái Lan nha. Thì con này size của mình á thì nó size 2,5 nữa anh em, 2506 nè, con Luviat ngoại hình có trầy xước nè,
ngoài hình không đẹp nhưng mà anh em kiếm con máy lua chất lượng VIP với phân khúc tầm giá này thì chỉ có mua Luvias cho anh em. Đổi tay trái phải mua bên sóng nha, mượt vô cùng. Thì anh em biết mà, mấy con Luvias này mắc lắm, không có rẻ đâu anh em. Mua bên sóng. Xe 2,5 nó ngoại hình quay cho anh em rồi. Mà số 18 nhà bán em cho bác mình là 1,5 triệu thôi anh em. Con Luvias này nè, bán em mình 1,5 triệu thôi. Rồi, tiếp chuyển qua cần câu nha anh em. Cần câu thì qua đây. Cần câu thì cây này cây Ply nè, cây này gần như là chưa sử dụng, mới tinh nè. Một cây đai qua nha. Ply là chuyên lưu suối, bắt máy của mình là bắt máy như thế này anh em. Không có vặn, không có kẹp gì hết nha. Nó đưa con máy vô Ply là ngon luôn. Một cây đai qua xoắn hai da, cây đai qua Phantom tem vàng nội địa, sản xuất tại Taiwan nha anh em. Cây này Taiwan nhưng lưu hành thị trường Nhật. 8 feet 2m4 nha. Đó, 8 feet 2m4 nè, thông số của mình ở đây số 4 nè. Số 4 nha. Nó có cần Ply, sóng hai da đẹp mới tinh anh em không? Nó nè, lướt luôn nè, lướt mới tinh sóng hai da tới ngọn, hoặc là về anh em lấy phôi về mình đổ đừng cần UL đánh. Cái luộc đai qua. Luộc Ply lưu suối nha. Nó siêu nhẹ nè, có bao cần chính hãng luôn nha. Cân nặng của mình là 61g đọt 2 ly. Cây này mã số 19, bán giá là 500.000. Thề chưa? Tiếp đây mình cây lua nè, cây lua 2 khúc carbon nha. Cây lua 2 khúc hàng carbon. Bắt máy Fuji, khoan là khoan hãng nha nè. Cây này made in China, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Dài của mình là 2m7, độ cứng H nữa nè. Độ cứng H lần nha, dài 2m7, hàng carbon 2 khúc siêu bát. Lua mình lua được từ 10 đến 70g, tải cá từ 10 25 là bao nha nè. Cây này hàng carbon anh em, hàng carbon hàng China xuất Nhật nha. Đó, độ cứng tới H anh em, 2m7 anh em kiếm cây H27 lùm. Đọt 2 ly 6, 2 khúc 2m7. Bắt máy Fuji khoen hãng, có chạy xước một vài chỗ như thế này, không chả ảnh hưởng gì đâu nè. Đó 2m7 nha, cái góc đẹp quá. Cân nặng của mình là 255g, đọt 2 ly 6. Rồi cây này mã số 20, bán 500.000. Tiếp lên cây dây trong anh em, cây này cây rút nha. Cây này màu trắng tinh nè, hơi dơ. Hơi dơ về chịu khó mình lau chùi sạch để giúp em nha. Cứng 30 và 3m1, hãng có thằng Suyumi nè, hàng carbon. Cây này đẹp lắm á, tại dơ thôi, dơ bụi em không có chùi, không có vệ sinh nè. Trắng tinh luôn anh em. Phen full sheet nha, cứng 30 và 3m1. Phiên bản special, bản đặc biệt nè. Hàng carbon. Dây trong. Đọt 3 ly, cứng 30, dài 3m1, rút dây trong, cân nặng mình 313g, mã số 21, 500.000. Rồi, anh em chơi khúc thì cây này 3 khúc, đai qua 2 da, mới tinh, cứng 80 luôn nè. Cứng cao lấy cây này, cây đai qua nè anh em. 3 khúc, mã số 22, giá 600.000 nha. Cây đai qua, sóng 2 da, anh em cứng 80 luôn nha. Đẹp nữa nè, 80, dài 3m5. 80, 3m5, 3 khúc nha, hàng made in Taiwan. Phen Fuji 6, ngoại hình đẹp. Giá 600.000 một cây dây trong 3 khúc đai qua xích phen full xích. Cân nặng của mình là 357g, đọt của mình là 2,5 ly, cứng 80, 3,5 m. Cây là mã số 22, 600.000. Rồi tiếp lên cây xích lở, lấy cây này cây đai qua ở cây Shimano nè, Holiday Aero Spin nha em. Cây này nó mắc tiền hơn cây Holiday Spin nha. Xích lở cứng 15, dài 3m, made in Korea nè, đẹp quá trời luôn. Tìm về nội địa sản xuất Korea, bắt máy Fuji. Chỗ này là dính keo. Tất cả mình phen Fuji, không nứt không hư anh em. Nha, cây này cây dòng Aero Spin nha anh em, chứ không phải dòng Holiday Spin đâu. Nó mắc tiền hơn cây Holiday Spin nhiều. Đọt 1 ly 9. Cân nặng của mình 170g, 600.000 nha anh em. Cây này mã số 23, 600.000. Cái em nghĩ cây này anh em mình cũng mua lẻ lắm nè. Tại vì dòng Aero Spin dòng nó mắc hơn. Rồi tiếp đưa mình một cây cắm gốc nha nè, một cây cắm gốc, một cây zip. Một cây zip cắm gốc mới đứng như nè. Đó, cái gốc mình á là nó cắm, nó cái gốc mình chiều dài của nó bằng 1/2 cái ngọn anh em.
bắt máy carbon Fuji tem vàng, khoen của mình là phen Fuji xịt nòng súng như em, tất cả mình phen xịt nòng súng hết, bù chống sắn, một cây dít mà dít kiểu dít dít gọi là dít dao nè, không phải dít cứ bình thường kia nha. Cái này nguyên cái ngọn này là bằng sợi thủy tinh đặc này nè, cái màu đen đen thôi, trên thực tế là nó là sợi thủy tinh đặc đó em, nó chỉ áo một lớp carbon mỏng bên ngoài thôi, anh em cạo ra là trong ruột là sợi thủy tinh đặc nha. Có cái góc là góc carbon xịn nè, góc dày cùi, góc 1/2 ngọn, hãng hãng Alpha Techco như nè, hãng của Nhật nè, cái này sản xuất từ Korea nè, chiều dài của mình là 2m ha, 2m cắm góc phen Fuji xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 luôn, bu là 12 cái xích nòng súng anh em, đẹp mới tin nè, góc cắm 1/2 ngọn. Thì cây này anh em độ cứng tầm khoảng 30-50, có cần ngâm lăn xê nè để cho anh em mình biết được. Thì cây này bây giờ nhiều anh em mình thích lắm nè, cây này ví dụ đem đi dít cũng được anh em, dít trụ điện gió cũng được nè, hoặc là cây này anh em mình đi câu ngâm quấn cá tra sông cá dứa cũng được anh em, nhiều người sử dụng lắm, đặc biệt là ngọn sẽ thiết định đặt anh em, nó dẻo dài. Rồi thì cây này mã số 24 nha, em bán giá 900.000, cân nặng của mình 318g, đọt của mình 2 ly, 900.000 mã số 24. Và tiếp lên mình cái cần tay, cây này VIP quá trời anh em, hàng nội địa Nhật nè, cây này bao cần zin của nó luôn. Đó, cái cán mình nó có quấn dây mây nè anh em màu tay đỏ mồ hôi, quấn dây mây là đúng bài. Cây này dài 3m6, vượt cứng 4H 4H rưỡi anh em, hãng Ruby dòng nội địa Nhật nha, bản vượt cứng, tem nội địa đời đầu anh em, nút rồi đầy đủ hết, phôi cũng còn rất đẹp thật, anh em là quấn cần tay không lấy cái này là phí lắm nè, anh em là không quấn cần tay là thiệt phí lắm. 3m6 nha, vượt cứng cỡ 4H 4H rưỡi. Nhìn cái ngọn này anh em biết uy tín rồi, đột 1 ly anh em, bao cần nút zin hết, cân nặng của mình 120g, 900.000, 900 nha, mã số 25. Anh em muốn người ta mua cái này đây anh em, về anh em chơi không có phí tiền đâu. Tiếp lên cho mình một cây cần VIP. VIP nha, phiên bản không giới hạn, không đụng hàng anh em. Trúc Nhật 100%. Một cây trúc Nhật 100%, bắt máy Fuji nha anh em. Nguyên cái dàn khoen của mình là dàn đá ruby nha anh em. Nè, đá ruby xanh nè. Cái dàn khoen thôi anh em nhìn là anh em đi không nổi rồi. Đó. Đá ruby xanh bằng trúc thật 2 khúc, xuất sắc nha anh em. Bộ phen này về lau chùi sạch là chút xíu, nó có dính vài cái chỗ vài chỗ đóng đen xanh như thôi. Đá ruby nha anh em, không biết nhân tạo hay là tự nhiên thì không biết, không có cái gì kiểm định được, em cũng thua, em đem ra thợ ngoài tiệm kiểm định thôi. Của mình nó dài 2m1 nha anh em, 2m1 nha, độ cứng nó tầm khoảng 30, độ cứng tầm khoảng 30 đó, anh em là thích nè, chơi hàng VIP cái này nghĩ chắc mấy chú bác lớn tuổi thích hơn. Rồi thì cây này mã số 26 nha, bán với chú bác mình giá 1 triệu nha, giá 1 triệu nha. Anh em nào biết thì cái cây này giá rất là rẻ, mấy cây này nếu mà nó ở bên Nhật cái giá nó mắc lắm, còn anh em là không biết thì nó cũng như cái cây tre cây trúc ngoài lề đường thôi. Như vậy rồi tiếp lên cái cần tay trở máy, lâu lắm rồi mới về cần tay trở máy lại đây anh em, nhiều anh em hỏi quá nên đợt này em về cũng được 3-4 cây gì, 3-4 cây này, bóc được cây lên lại cho anh em mình nè. Thì cây này cây đai hoa nha anh em, một cái đai hoa có chế độ zoom nha, cần tay trở máy anh em, thực tế của nó là cần Ikeda nha, thực tế cây này của mình là cần Ikeda dài anh em, Ikeda dài để dành câu có tráp mà cá tráp cá hanh mà xa bờ á, câu thôi mấy cái dụng mấy cái hòn mấy cái bờ mà những dòng cá mình không áp bờ gần á, nó nằm xa, thì này là thực tế là Ikeda xa đó anh em, nhưng mà về Việt Nam mình câu thành cần tay trở máy ghét thì gọi là cần tay trở máy luôn. Là như vậy nha, một cây đai hoa, cây này dài 5m3 nha, tầm khoảng 4H, mấy cây này là thẳng tưng anh em, không cây nào cong hết, em khỏi phải lo. Made in Japan nha. Một cây đai hoa nội địa Nhật nè, mấy cái này là dơ nè anh em, mấy này về dơ mình lau chùi giúp em. Dơ nè. Đây, phen Fuji, không, phen Fuji đá xám thôi. Có chế độ zoom. Đó, 5m3 zoom 4m rưỡi. Đây, nè 5m3 zoom 4m, zoom 4m2 anh em. Có made in Japan carbon sắn phôi bông. Hoặc anh em có thể quấn cần tay cho máy cũng được anh em ha, mấy cây này cá mà 2-3 cân nữa anh em câu vô tư. Có một số ông anh nó đi câu cá hanh anh em mà cá ngát là 2-3 ký mà nó làm mà ổng còn lôi được mà nhầm gì, có câu cá hanh anh em mà cá ngát nó quất mồi á ổng lôi còn được nó nhầm gì nè. Đọt của mình cây này đọt 0.6 nha, cân nặng của mình 153g, cây này mã số 27, giá 1 triệu nè.
Rồi tiếp lên mình một cây súp anh em. Một cây Shimano Holiday Spin nha, cây súp đời mới nha anh em. Dài 4m05 CX, CX là cứng 30 và 405 hàng China nha anh em. Cây này giá thị trường như 1.8 nha anh em, 1.7 1.8 vậy. Thì cây này ngoại trừ một cái vết trầy chỗ dưới gốc chỗ này lên chút xíu nữa nè. Còn lại tất cả là mới tinh tươm. Chỗ này vận chuyển về hay sao nó cỏ ở đâu nè. Nha, còn lại mới tinh tươm bắt máy Fuji. Nắp chụp xịn nè, nắp chụp Fuji đời mới nè. Tất cả mình khoen Fuji đời mới hết. Nè anh em nhìn cái khoen rồi nè, phôi nè. Đó. Nha, một cây súp phôi đời mới nè. Ở trên này thì khỏi phải chê rồi, không có chạy xước không gì cho anh em, chỉ có gốc một vết gỡ nó cỏ vô đâu thôi. Đọt 2.8 ly, cân nặng mình 435g, cứng 30 và 405, mã số 28, em bán giá 1.1 triệu nha. Thì nói anh em mình ở cây này giá mới hình như 1.7 1.8 vậy, không nhớ chính xác. Rồi tiếp lên mình một cây lua nè. Một cây lua, cây này nhiều anh em mình kiếm lắm nè. Nha, một cây Shimano. Một cây Shimano nha, cắn bần hơi sẫm màu tí nè. Một cây lua máy ngang nha, cây Shimano size M luôn, quá ngon. Cái dòng Amenista này nè. Nha, carbon sắn nè. Một cây lua máy ngang Feng Shui Six hàng Shimano, sản xuất tại Trung Quốc, made in China. Dài 6.3 lên nè, dài 1m89. Size M nha, có size ML nha nè. Size ML dài 1m89. Lua từ 8 đến 14g, tải cá từ 5 đến 10. Lua từ 5 đến 14g, tải cá từ 8 đến 14 là bao. Nguyên cái dàn Feng Shui Six. Nha, cây này nhiều anh em mình kiếm lắm luôn anh em. Cái ngọn là ngọn cắm trong nha. Cái ngọn cắm trong nên anh em mình cắm vô cây cần nhìn nó thon lắm, nó không có bị thô cây cần. Cân nặng của mình 120g, đọt 2 ly. Cây này mã số 29 nha, bán quý chú bác mình giá 1.2 triệu. Cây này bên thằng Tickle Berry đang bán 1.250 triệu anh em, em bán 1.2 triệu. Bán phá giá Tickle Berry luôn. Nha, cây này là bên Tickle Berry có bán 1 cây, cũng là hàng cũ anh em. Thì cây này mã số 29 nha, bán 1.2 triệu. Rồi tiếp lên cây này. Cây này bây giờ thuộc dạng hiếm và VIP luôn nè. Thu gọn 1m nha, một cây NFT. Cứng 50 2m4 nè, sẵn bầu lớp nha. NFT bầu lớp, cây này bây giờ gọi là VIP hiếm luôn, giờ khó kiếm lắm. Cứng 50, quá ngon. 2m4 nha, bắt máy Fuji tem vàng. Anh em nào đang kiếm thì chụp thôi, tất cả mình fan Fuji. Khoen thì có khoen đều 3 bên nước nè. Cây bên này bị đứt, thì ba bên nước viền nè, còn tất cả phen lại là ok hết nha. Ở phen kế cũng nước nhỏ xíu nè anh em, nước nhỏ xíu phen kế nè. Rồi mấy phen trên này không sao, về anh em mình tự ấy là giúp em ha, tự dán keo hoặc là hàng chấm chì là giúp em. Cứng 50 2m4, cân nặng của mình 182g, ngọn của mình là 2 ly 2. Cây này mã số 30 bán 1.500.000 nha anh em. Mà số 30 giá 1.500.000. Rồi anh em mà thích gam Makasu rồi đây. Cái này cái ISO khoen nhỏ nha anh em, thương hiệu gam Makasu số 1 Nhật Bản. Thằng mấy cây Gamma nó không có độc to anh em. Mình tức ghê luôn, về biết nhiều cây Gamma mà không có cây nào độc to hết. Gam Makasu. Bắt máy đời cao nè. Đọt 0.8 và 5.3 anh em. Tức. Đưa cho em đọt số 2 cũng đỡ nữa, mình đọt 0.8 5.3. Để ý là mấy cây Gamma ISO này nè, toàn là cái nhỏ mà. Tem vàng nội địa anh em, pho có chạy sơn nè. Nha, hàng Gamma Casu, thương hiệu số 1. Nắp chụp Fuji, tất cả mình fan Fuji Six, hàng cũng nguyên bản hết luôn em. Nè, tất cả fan Fuji Six có fan. Fan mình thì mấy chỗ này là do câu nó bị dính nước mặn không có rửa nè em. Cái lâu ngày nó bị reset chỗ này. Đó, khoen thì không có bị nước chân gì hết nha, nguyên bản nè, có đường vi lóng nè nè. Carbon, cây này có chạy sờn anh em ơi. Nè, có chạy sờn. Nhưng mà anh em nhìn xa anh em không thấy đâu nè, nhìn xa anh em mới tin nè đúng không? Anh em soi gần vô, anh em nhìn gần vô anh em mới thấy những cái vết sờn sượt như vậy. Đó, nhìn lướt qua anh em không thấy đâu. Nhìn lướt qua anh em nhìn thấy đẹp lắm. Đó. Nè, định vị khoen nè, thấy không? Xoắn gần như hay da vậy trời. Mà Gamma nó không có hay da đâu nè. Cây mà cây nào mà hay da toàn là mấy cây đó giá trên đỉnh không ha, không có hay da đâu, có hay da là trên đỉnh. Đọt của mình là ngọn 1 ly nha nè. Cân nặng của mình là 208g. Cây Gamma là mã số 31. Em bán cho mình giá hôn nghị 1.700.000 nha nè. Do cái đọt nó
Độc là 0.8 thôi, dành cái quát mình quýnh cảm giác. Thì cũng đang ngay mùa cá tráp rồi anh em. Cá tráp thì không quýnh độc to đâu, giỏi lắm, cứng lắm, thì độc 1.5 đổ về anh em. Đang ngay mùa nè. Mã số 31 em bán giá 1 triệu 7. Tiếp nữa cho mình một cây cần tay anh em ha, có bao cần nút đầy đủ hết, một cây hàng Suzumi made in Japan luôn anh em. Cây này hàng made in Japan nha, nè chuẩn nội địa Nhật, xoắn hai da đẹp, cứng đẹp, phơm cần nhỏ, xoắn hai da, giá rẻ đó, đặc biệt là giá rẻ thì anh em chơi Suzumi. Cây này em cái điện thoại pin yếu quá, nó mất cái lát anh em, để em ghim cái cục sạc vô. Rồi, những cục sạc cho lại đẹp rồi. Cái này nó mới tin anh em, 8x1 dòng cứng đều tầm khoảng 6H nha, mắt da băng, chuẩn nội địa Nhật, xoắn hai da, tem vàng nội địa anh em. Bao cần nút đồ đầy đủ hết. Cái nút gỗ nó bị vì mẹ nút gỗ không biết. Rồi, còn lại là nguyên zin nguyên bản hết, xoắn hai da. Giá này anh em không mua nữa thì anh em biết bây giờ anh em mới mua được kia cần Nhật mà size 8x9m anh em chơi anh em. Em bán cho anh em mình giá này. Đó. Em nói là mới tinh tươm luôn, xoắn hai da, xoắn gân hai da, cơ bắp cuồn cuộn luôn ha. Thứ nhất là nó xoắn cơ bắp cuồn cuộn, nhưng mà trong body của cái cần thì body thì nhỏ xíu à. Dài 8x1 nha, tầm khoảng 6H, ngọn 1 ly 8, cân nặng của mình là 300g đúng. Cây này mã số 32, em bán cho mình chú bác mình giá 1 triệu 9. Em đo cái góc cho nên mình biết nè, cái gốc của mình là 24.5 ha, mã số 32, 1 triệu 9. Từ đây về sau hai cây kia cây nào cũng vip hết nè. Tiếp lên mình cây này anh em, cây này là cây ISO nha, ISO khoan lớn nha, có bao cần đàng hoàng hết, cống là hàng lướt, gần như là chưa sử dụng anh em, chưa lọt màng co nữa nè, dính dơ chỗ này tí xíu nè. Bắt máy Fuji tem vàng carbon da băng đọt số 5 luôn, và 46, hãng của thằng Olympic nha, Country Olympic nè, tiệm vàng nội địa đây, Olympic mới tình tường mà nè, nắp chụp xịn luôn, có bao cần nhưng mà cái bao cũng đai qua nha nè, khoen là phê Fuji 6 nè, nhìn bộ khoen là anh em biết à, có sử dụng đâu mà dơ, có câu mà bụi mà chảy, mình bị lóng mình bị khoen hết nè nha, nó không xoắn hai da thôi nhưng mà mình bị khoen nè. Viên zin hết đây nè, gần như là chưa sử dụng đây nè. Đọt số 5. Ngọn 2 ly, dài 46, cân nặng của mình là 368g. Cái này mã số 33 nha, bán quý chú bác mình giá là 2 triệu 2 nha nè. Rồi, mã số cuối cùng trong video hôm nay lên cho mình, cây này là cây lưu vip anh em ha, một cây Daiko dòng Rocksky full hộp anh em. Cây này là lúc trước em đặt mua về cho một ông khách, nhưng mà bây giờ ông đang kẹt tiền, ông nhờ em bán lại, ông câu mới có 2-3 lần vậy thôi anh em. Mua là mua mới nha, mà anh em biết đặc biệt nha, cái dòng Daiko này nè bây giờ nó đâu có còn đâu nè, cái dòng Rocksky này giờ anh em mua mới nó không còn đâu, kiếm một cây mới cực kỳ hiếm mà đặt không kiếm cho mua về đâu, trừ mấy chi phí vận chuyển, trừ phiếu mãi, trừ này trừ nọ anh em là 12 triệu mấy trăm, gần 13 triệu á nha. Mà mua ổng câu thì mà đúng, em coi còn mới tin anh em, ổng câu chắc một vài lần vậy thôi nè, full hộp hết nè, cây Daiko rồi nè, mắt da băng size MH nha. Cái thông số mình trên đây nó dài 11 feet, là nó dài 3m3, dài 3m3 nha anh em, quýnh lùa mồi được từ 30 đến 90g bằng size MH, nhắc tỉnh 6kg lần anh em, đi dây be 3 chấm nè, mắc in da băng nha. Đó, đây là thông số nè, hàng mình là full hộp, anh em nào chơi hàng thích thì anh em mua cái này, cứu chủ nè, ra đi cứu chủ là đây, hộp nè, nhìn bao nè, nguyên zin hết đây, thông số mình nằm đây, chi tiết nằm đây này nè ha, dòng Rocky Steady Mark nè, thì cái này là nãy em đọc cho nên mình rồi nè, có giá cho nên này nè, 78.000 yên nè,
có rẻ đâu. Đợt mua là mua ngay đợt khuyến mãi nữa đó anh em, đợt khuyến mãi nó giảm giá như được 500 cái gì thì trừ qua bổ lại chi phí này nọ đâu đó, không tầm khoảng đó. Thì anh em mình đây mình muốn xài lướt qua một hai nước thì anh em mua cái này, thì hy vọng có người đang tìm đang kiếm. Thì em nói anh em mình, em đã xôi hết rồi nha anh em, em xôi hết rồi thì em có nhìn kỹ lắm. Thì vậy có cái mút chỗ này nó hơi sờn tí xíu nè anh em, đây này chỉ có cái mút chỗ mình nó hơi sờn sờn sượt sượt cho xíu xíu cho mút này thôi nè, mà có kiểu là nó câu rồi nó quẹt quẹt nhẹ nhẹ cái này xíu thôi anh em, rồi chỉ vậy thôi, chứ một cái vết chày nhỏ chỗ này nè. Không, cái này không phải chày mà cái này cái lớp sơn nó chày đâu đây nè em, cái này đâu đây nè, cái này mới sờn nè. Rồi hầu như là em tìm em sâu là chỉ thấy được có nhiêu thôi nè, còn lại mấy chỗ khác là không thấy. Mấy tinh mấy chân khoen rồi nè, anh nhìn nhìn nè đó, nếu mà câu nhiều là anh nhìn mấy chân khoen rồi nè, nhìn biết rồi, nó đóng bụi nó đóng xét nhiều lắm. Anh em thấy khoen gì chưa, khoen titanium xích nha, đó ù chống sắn. Anh em nào chơi hàng cao cấp thì lấy mấy cái này 3m3 nha nè, cái Daiko dòng Rocksky. Thì cây này bình thường đó nè, anh em mua mà đậu hàng cũ thôi, hàng qua sử dụng mà nó cũ hơn nhiều thôi nè, thì giá nó cũng 8 triệu 8 triệu rưỡi, nó không có rẻ hơn đâu nè nha, mà nó không được mới phù hợp như thế này đâu đó. Thì anh em nào đang có nhà ý thì mua cái này 9 triệu nha. Thì cây này mã số 34 giá là 9 triệu. Đó là tất cả mọi hẹn hôm nay, thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý chú bác quý chị em mình trong những video tiếp theo. Xin chào.